Đây là cách để sống sót sau một cuộc tấn công của cá mao tiên. Đầu tiên, cá mao tiên có tuổi thọ 15 năm và trong thời gian đó, chúng có thể đẻ 2 triệu quả trứng. Nếu bạn đang ở dưới nước và có cảm giác như bị ong đốt, thì bạn đã tiếp xúc với một con cá mao tiên. Nọc độc của chúng đặc biệt nhắm vào hệ thần kinh của bạn. Đây là thứ khiến bạn cảm thấy đau đớn. Điều đầu tiên bạn muốn làm rõ ràng là tránh xa khỏi chúng. Nhưng nếu bạn đã bị va chạm với chúng, hãy thử lấy chiếc gai ra. Tiếp theo, hãy rửa vết thương bằng xà phòng và nước hoặc tắm nước nóng, vì nước nóng sẽ làm giảm lượng nọc độc. Cơn đau trung bình sẽ kéo dài khoảng 48 giờ. Vì vậy, điều tốt nhất nên làm là nghỉ ngơi một chút. Nhưng trong một số trường hợp, cơn đau có thể kéo dài hàng tuần. Và nếu điều đó xảy ra, bạn nên đi khám bác sĩ để được điều trị.